ราอิ่มเต่าอิ่มดาเอ้ยเดี๋ยวก็จะกินเต่าจะกินตังค์จะกระหาวกระหาวจะแก่กระหาวจะเอ้ยXin chào bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo cho bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở bản Năng Phai thuộc xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái bạn ạ. Hôm nay mình lại tiếp tục ghi hình chia sẻ đám cưới ở trên Tây Bắc cho bạn cùng xem. Đám cưới hôm nay mình ghi hình khá là đặc biệt các bạn ạ. Chú rể năm nay 50 tuổi rồi và cô dâu 52 tuổi. Ok, bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp video. Đám cưới hôm nay mình ghi hình chia sẻ đến với các bạn là đám cưới người Thái đen ở Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái các bạn nhé. Sáng thì các chú đang chuẩn bị một số thực phẩm để chế biến các món ăn cho bữa trưa nay. Còn đây là không gian nhà sàn của người Thái đen. Nhà sàn của người Thái đen thì sẽ khác biệt với nhà sàn của người Thái trắng và người Mường. Nhà sàn người Thái đen thì chỉ được phép làm một cầu thang lên thôi các bạn ạ. Bởi vì là ở phía cuối nhà là nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Người Thái đen quan niệm là con dâu không được đến gần bàn thờ tổ tiên và nơi đặt bàn thờ tổ tiên phải yên tĩnh các bạn ạ. Hôm qua gia đình có mổ con trâu nghé bạn ạ. Hôm nay cũng có khá là nhiều món đấy. Trâu non thì sẽ làm món luộc. Còn bổ sung cả trâu ngoài nữa thì sẽ để nướng các bạn ạ, nướng tảng. Phía bên này có sân cỏ. Tha hồ làm không gian bếp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi lên trên nhà để xem bà mối đang sắp xếp một số đồ lễ để đi sang làm lễ đón dâu và xin đồ hồi môn nha các bạn nhé. Đây giới thiệu các bạn, đây là gánh sinh lễ của người Thái. Ở dưới xuôi các bạn sẽ sử dụng cháp và gánh sinh lễ này sẽ thay thế cho cháp nha các bạn nhé. Mình thấy có khá là nhiều đệm ngồi các bạn ạ. Và ghi ở trên kẹp tên của từng người rồi. Cái này mọi người đã lên danh sách để có những cái phần quà cho các thành viên trong gia đình. Chắc đây là bên nhà gái đã để một số đồ hồi môn bên này rồi các bạn ạ. Gánh sinh lễ của người Thái thì có khá là nhiều đồ đấy các bạn. Bên ngoài thì mình thấy có quả cau này, những kẹp này là kẹp cá, kẹp trứng, kẹp gừng nhé các bạn nhé. Phía bên trong ống nứa này là mọi người nhồi thịt chua, ống thịt chua và có rượu, trong thì còn có cả gà nữa và khá là nhiều đồ các bạn ạ. Lúc nữa di chuyển sang đến bên nhà gái và mỗi hai bên sắp đồ lễ ra thì mình sẽ quay chi tiết hơn cho các bạn cùng xem. Trong cái túi thổ cẩm này là vừng các bạn nhé. Túi vừng thì mọi người sẽ khâu chia ra làm hai ngăn các bạn ạ và đổ vừng đầy trong hai ngăn đó. Phái đoàn nhà trai thì đang dùng bữa sáng để đợi giờ đi sang bên nhà gái để bắt đầu làm lễ các bạn ạ. Dưới nhà thì bác đang chuẩn bị mâm lễ cúng. Trong mâm lễ cúng thì phải có đầy đủ các bộ phận của con lợn nha các bạn nhé. Đặc biệt là trong lễ cưới của người Thái thì không thể thiếu được ông thầy mo nha các bạn nhé. Sẽ là người đứng ra làm lễ cúng. Đây, bàn thờ tổ tiên của người Thái thì người Thái đen sẽ được đặt ở góc nhà như này các bạn ạ. Không được phép mà đặt ở trên cao. Thầy cúng bắt đầu làm lễ rồi các bạn ạ. Bây giờ cũng đã đến giờ đi đón dâu rồi. Gánh xin lễ này khá là nặng đấy các bạn. Đồ sinh lễ của người Thái có nhiều đồ nhưng là rất là nặng thôi. Dạ ơi, 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 dạ ơi
nhà mình 100m thôi các bạn ạ. Bác đeo ớp có hai khoe hương như là lúc nữa đến nhà gái sẽ đem cái ớp đồ đấy, có một số đồ lễ và áo của cô dâu và chú rể sẽ đặt vào trong bàn thờ tổ tiên bên nhà gái để làm lễ. Đoàn đi đón dâu khá là đông các bạn ạ. Thực ra đám cưới hôm nay không phải là cô dâu chú rể hôm nay mới quen nhau đâu các bạn ạ, mà ở với nhau mấy chục năm nay rồi, có con lớn hết rồi, con thì cũng đã lấy vợ lấy chồng hết rồi. Ngày xưa thì ở với nhau không tổ chức đám cưới các bạn ạ, bây giờ để đầy đủ các cái thủ tục phong tục thì phải làm lễ cưới. Dốc khá là mệt quá. Bắt đầu đổ gánh xin lễ ra để sắp lễ bạn ạ. Cái ống thịt chua này là sẽ tượng trưng như kiểu cháp các bạn ạ. Ví dụ 4 cháp thì sẽ có 4 ống nhồi thịt chua như này. Và tương tự cá thì bao nhiêu ống nứa kia thì sẽ có bao nhiêu kẹp cá nha bạn nhé. Khi mà các bác người Kinh ở dưới xuôi lên lấy vợ người Thái trên Tây Bắc thì sẽ phải làm cái gánh sinh lễ như này. Gừng và cá. Cá thì cái này phải là cá gác bếp các bạn nhé. Cái kẹp chính nghĩa là mọi người sẽ buộc theo là túi vừng. Đã được khâu chia ra làm hai ngăn các bạn ạ. Cái tượng trưng cho cặp đôi. Khi mà đã làm xong các lễ thì sẽ được lấy đồ hồi môn nhé các bạn nhé. Đồ hồi môn thì hôm nay mình thấy mọi người chuẩn bị tượng trưng thôi, nhưng mà cũng sẽ phải có đầy đủ chăn ga gối đệm nồi niêu song chảo nhé các bạn nhé, sẽ đầy đủ như là cho một cặp đôi vợ chồng đủ ra ở một ngôi nhà riêng mà không phải mua thêm bất cứ những đồ gì, có cả bát đũa. Thì
khá là đầy đủ đấy các bạn. Hảo hẳn đấy, đâu mi mình đứng đại sai sơn mà đâu mi mình đứng đại. Hảo hẳn thật chứ, anh đưa nó tiền sáng, anh ngồi anh tàu nó tiền sáng nó. Chia phó hai anh thấy mà. Ông bước cũng bỏ luôn. อะไรมือดีเวียนกันน้องจำน้องหาจำมาอะไรเรียกเรียบน้อยนั่งซื้อหารามคนหูฝืนเอ็มหารามฟังแม่ใส่น้ำตาบรรนายก่อนครับจะจุ่มเอาน้องมาหนึ่งไปให้มาเคยเจ๊อ่าเออนี่จัดไปดาบเสือมาเจ๊เคยนะสมมติฉลองนี่เป็นมีน้ำดอกคนเดียวจะเลื่อนจบขอบจนน้ำตาบรรนายไปปล่อยมาจะหาขันนั่งดาบต่างหน้าหันได้ผู้เนอสองสามหันได้รู้เนอยันบัจนาเป็นดูว่าเดี๋ยวสิแน่นอนเรียนเดี๋ยวดิเอาเหล่าก้อนมาเรียนได้สองสามสองที่นั่นเลยสำนักก็ดีอยู่นะเฮ้ยสำนักตบมันเหรอตบบ้านขวานี่น่ะเดี๋ยวตั้งมามีบรูอีกไหมยันบัจนาเอาอร่อยเยอะแกมือเมื่อกับเมื่อไหร่มึงคงกำอะเปื่อยเนี่ยต้องเจอเนี่ยงามหอดมึงกระเป๋ากูเมื่อไหร่เงินเนอไปข้าวมาข้าวอยู่เอวกูแดงกูอืมหาวหันเอ็มดาเนอเออหาวหันเนอเออคุณกล่าวหันหาวหันเนอเผาตัวเนอน้องเป็นกลับเนอเอ็มนายเนอกลับโคตรเตะนะก็เนอบอลเออมาใกล้อีกคนกำปิ้งกำมาของป้ามาป้าเดินโซ่เดินหน่อยนี่มาโซตาโซน่าป้าก็เอตาอีมาทั้งสองทั้งสามจำได้เลยนี่ว่ากาบเกียร์นั่นก็คือคนนี้ไม่เอาคนเขาเราดีจำเดียดเจริญของบ้าของฝุ่นเงินนำกำต้นหับเขาก็ฝนเนาะวันไหนตายง่ายกับจำเงินจำปิ้งไหลนี่สั่งมาหับเป้าตาได้เฉลี่ยง่ายเออเลยดาเลยทั้งสองทั้งสามเลยชื่อชื่อดานานั่นเปื่อยก็หูเบาได้ขนาดเห็นแก่เห็นแฟนจะซื้อน้องวันน้ำถอยยิ่งดาก็เปลี่ยนน้องวันนุ่งแต่ยังจับยังจึงกันแต่ว่าใส่ซึ้งแต่ย่ามกายหายก้อนน้องวันนุ่งที่ดาก็ยังจะมาอะไรก่อนครับจะจุ่มเอาน้องวันนุ่งเดือดไปเดือดเดือดเดือดน้ำมันก่อนเขาแต่ย่ามกายหายก้อนก็เลยสีข้อเข่าหน้าหน้าสีข้อป่าหน้าหน้าที่นี่วันน้องวันนุ่งก็ยังเฮ้ยเด็กแจ๊บเลยนอนมาเฮ้ยหาจารีมีจ่าสังเฮ้ยตกสังบางจ่าเออวันน้องวันนุ่งวันเถาจ้ากันยังหาอะไรมือเห่าเวียนดีวันดีตีกูลองแคมลองหาแคมหาตาจะไหลคนเถาเราดีลองต้มกินก็มาของฟ้ามาปั้นนี่ตัวย่องคล้องหน่อยมาหัดมาปูมันเตรียมรามกำเตรียมตอนยังมาหาซื้อหารามคนหูกรีมาคล้องหนำต้องตะฝังตาบรรนายจมข่อยตอนหับจับจูมาน้องวันนุ่งไปเดือนน้ำเงินคนเถาเจ้านี่วันผู้วันยากันยังเออหาเจอไหลเจองานสายเจอไหลเจอหลีมาเออยังสอต่อยตาต่อยหน้าจุ้มข่อยจุ้มข่อยก็บ่มีสั่งเออน้องหอนุ่งหอรัวเต่าก็เลยเอ็มเต่าเอ็มดาเอ้ยเดี๋ยวก็จักเปลี่ยนเป่าเปลี่ยนสั่งเออจะกันหาวกันหันปัดใจกันขาดกันเต่าเอ็มดาเนื้อเออรัวเต่าใครอะใครหัวจะเปลี่ยนเป่าเปลี่ยนยังน้องหอร้อนก็มาเจ๊เลยบ่าดูใจหลังมาเตะชำสตรีเนาะเตะแล้วก็เตะเด้อยิ้มเถากันเลยเขาก็สุเป็นหาเด็กมือเฮาเวียนดีวันดีพี่กูนั่งเขี้ยวมามาตาไหลเป็นเขาเราดีเด็บเก็บน้อยหนึ่งมาปองตาปองนายเฮาตาเฮานายคือว่าใครมึงมีสังกระเอ็มเถาเอ็มนายเอ้ยเอ็มนายเอ้ยเด้อเต่าขยับขยอนวันมวนจากันเขาปุ๊บควันนี่อะไรมือเฮาวินดีวินดีปีกูลองจำลองหาเจ้ามาต้าอย่าไหลเป็นเขาเราดีลองต้องกินก็มาของฟ้ามาปั้นนี่ลองก็หน่อยเพื่อมาซื้อหารามคุ้นหูสุรีมาป้องนำป้องฝังตามนายชุ่มข่อยตอนหับจะจูมานอนนุ่งเย็นเย็นน้ำเงินฝนเขาจะนี่อันมันปูมันจากันยังอันฟองฟองของปืนอันนั้นก็มีตุกมีปอมีครับมีหอมาหาลูกหาเต่าน้องหนุ่มไว้ใส่หอไหลหาวไหลหันยอดน้ำเถาน้ำยาเป็นสั่งน้ำยาเนื้อหันน้ำเงินเป็นสั่งเนื้อชอบแฟนมันเองกินไข่ค่ะชอบแฟนไม่ยาแน่ยาสองสามแน่ยาแน่เลือกกันหัวไร้น้ำตาไปนอกน้ำเพลินหุ่นเล็กกันได้ไปยังน้อยไร้อย่างเงี้ยเองไปน้อยเ
เฮ้ยอันนั้นอันกว่าน้อน้ำหมามลองมาตัวมีกระดิกกระลักมาซอยเอ๋กันได้ไอ้เถ้าไอ้ลายอันใส่เอ้ยไม่นะอย่าหายนะนี่เปื่อยเก็บเม็ดแต่ก็ผิวไหลมาตางเปื่อยเห็นแรงตอกของเม็ดตอนนั้นก็เอารู้เว้ยเออไว้เอ๋กันนะเหอะซึ่งยาอันดาเถอะหนึ่งเฮ้ยเอาหันน้ำลายเอ้ยเอออย่าหายไรเอาหันน้องแม่กลับในอินไลน์ในห้องตุ้มใบกันเอรู้กันนะเอ้ยอย่างนี้เนาะเอ้ยเนาะเอ้ยเนาะเอี่ยวเอี่ยมเอาเองเอี่ยมกันเอาเหล่าเอี่ยมเอี่ยมใครเปลี่ยนเอี่ยมเอี่ยมเอี่ยมเหล่าเอี่ยมใครเปลี่ยนเอี่ยมเอี่ยมไอ้เอาการไม่รู้หลายลุงหลายตาหลายหน้าหลายนานี่หลายหลายวันนี้แต่ก็คือผู้บรรดาถึงยืนยาวขนาดกระชากเราไม่มีวิธีคือเราจะลองงานขนาดจะไหลเอาเรานี้สองมาของกำปีกำมาของฟ้ามาปั้นเจ้าหน่อยมันเขาตำซื้อขวัญเจนี่นี่มันปูบรรดาแต่ยังไปชมลูกจะลองมันตามันน่ายมายังหักยังแป้งยอดดันเต่าอาหารเล่นดังสองสามเลยอาหารเด้อน้องลุงเด้อจะเป็นสังเด้อนายเด้อไอ้ลูกใครเจ๊ฮะเต่าบรรดาเต่าบรรดาเด้อจะหักแป้งไงล่ะก็นักเจ้าเงินติมลำกำติมตอนมาจงเข่าจงคอนมันตาบนหน้าแต่หาวแต่หันจอนนิ่มเถิดมีการสองสามดูเต่าลองลงเนอร์ได้เป็นสั่งเนอร์เห็นไหมจังแต่ยังไม่ได้มาฮอตจริงหรอกว่าคนกะหาวกะหันเนอร์น้องแอน้องลุงก็ยังเถ่ามามากูกังจำหามาเออจ้องเข่าจ้องควันกินน้องพี่แม่รู้ว่าคนตะกอมีไม้เข่าไม้ควันจ้องเข่าจ้องควันไม่ได้จะหาวจะหันก็รอกระชอนน้องน้องลุงเอาดูเอาเต่าเป็นว่ากระชอนน้องดูเต่าเนี่ยยันไปใช่ไหมของมันหวานนี่เฮ้ยอันไหนหน้าเจียงตั้งเลยเอาอีมาอีเจียงไงมึงก็เอามาตั้งไอ้หนูหน้าเจียงเอามาตั้งไอ้หนูเบาบามินมีกูดอกฟีดผูกฟีดพาร์ทมาเจนมาชดพงกูเจนแล้วก่อนเพื่อไงไงนะก็ง่ายนิดหน่อยเออเบาอันนั้นนะจิ๊บอันนั้นนะใหญ่ตาเงือกเต้าม้ามือเสียงใส่เออหันเน้อนงเน้อหันเน้อยาเน้อเอาแหงเด้อเอ็มนายเด้อแหงเกลือใช่เด้อเอาแหงเด้อตาเด้อเออแหงเสียน้องหันเด้อน้องเด้อน้องนุ่งกองแหงเสียน้องเอาไปเจ้าอย่าทวนน้อยเอาไปน้องนุ่งเออหับเข่าหับขวานเอาต่อยก็เคยเมื่อไงเฮียล้อเจ้านาเชืองมาจากกับเพื่อนผัวเชืองอย่างนี้น้องนุ่งครับเดี๋ยวเพื่อนผัวเฮงอย่าบ้าอย่าไปปูมีเฮือมามึงแต่งมามากูกินไหมอร่อยกูแต่งมาเอาเดี๋ยวน้องไม้ไม้เดี๋ยวน้องต้นน่ะไม้เอาไว้ไปบ้านฉันก็ไป
hàn 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 sao nỉ nơ đừng ao biến đi biến đi tí cù nó phải ao lúa ao tàu bây giờ nắng ngon quen khẩu hay chơi cặp tiền hàng chơi để chơi ngay trái đây chơi đi hả chơi để chơi đi chơi ngắm hậu chơi khẩu chơi kép tung cắn đòn cá đòn mơi ao vẫn tà vẫn nai cắn phải tôm khẩu tôm con nó đua tàu nơ tại nai nơ ừ hẳn đấy già đấy thần thông vẫn thổi già ao tàu bay hậu bay hẳn bay hẳn bay dương nơ พามาปั้นหนูยองทองละหน่อยแล้วก็ตุ๊กโก้หนอปอมที่หาลามก็มีฝุ่นมาสอนหักเจ้าตูมานอนวันนึงไปเยือนน้ำเงินคนเขาตั้งขวัญจะได้วันตัววันยาจะเป็นหาเจ้าไหลเจ้านายชายเจ้าไหลเจ้าหลีเอารัวเต่านอนวันนึงมาสอเสือเรียกฝาชั้นส่วนยังจะปู่ชุ่มมวลเพื่อนหาเดาแล้วก็เมื่อตาหน้าจะต้องเขาคำขวัญชนะคนนั้นผู้หายาจะเหนื่อยยาเออหาหันไม่ลงเลยBên nhà gái thì đã chuẩn bị những ca rượu để tiếp đoàn bên nhà trai lấy đồ hồi môn các bạn ạ. Phong tục này là có từ xa xưa rồi, nhưng mà do đám cưới hôm nay thì mọi người đồ hồi môn thì cũng tượng trưng các bạn ạ, nhưng mà vẫn sẽ phải đầy đủ để lấy được một món đồ hồi môn thì khá là khó các bạn ạ, phải đi qua các cái thử thách bên nhà gái.Sẽ phải uống rất nhiều rượu đấy bạn. Đây, các thành niên bên nhà trai đến để chuẩn bị lấy đồ hồi môn các bạn ạ. Ba cặp kia ôm kia là quan trọng nhất đấy các bạn ạ. Các xin được bên xin nhân khẩu ở bên bạn thử bên nhà gái được rồi. Không uống không được bạn ạ. Lấy được hết đồ hồi môn rồi các bạn ạ. Bây giờ di chuyển về bên nhà trai nhá. Con sông nàng nó mới được.
Đây đoàn bên nhà trai là toàn mùi nồng nặc rượu đấy các bạn ạ. Ai cũng say hết rồi. Đoàn đón đồ rồi mới đến à. Bên trai thì các chú, các anh, các bác thì đang chuẩn bị thực phẩm cho trưa nay. Thì vẫn đang tiếp tục làm lễ các bạn ạ. Mình di chuyển xuống dưới nhà này để ghi hình mọi người hoàn thiện các món ăn. Không biết là còn món nào chưa xào nấu không? Sẽ ghi hình cho bạn xem. Hiện tại đang là mùa măng sạt các bạn ạ. Cỗ thì cũng không thể chứa được măng luộc nhé. Món măng luộc sẽ thay cho rau. Mình thấy có măng này, tôm và thịt trâu, giò, không thể thiếu được thịt gác bếp các bạn ạ. Bữa trên Tây Bắc thì thường người sẽ có món thịt gác bếp các bạn nhé. Nhà nào có điều kiện thì sẽ sử dụng thịt trâu gác bếp, còn không thì sẽ sử dụng thịt lợn. Cũng tùy theo nhiều người thích ăn thịt lợn, thịt trâu nữa các bạn ạ. Mà nào thích ăn kiểu hơi dai dai thì sẽ ăn thịt trâu, thịt lợn sẽ mềm hơn. Thịt trâu đang ướp, hiện tại đang sớm rồi ạ. Đây để xào ăn nóng, hôm nay cũng không làm nhiều mâm nên là đợi cuối mới xào. Hôm nay gia chủ làm 30 mâm các bạn nhé. Thịt trâu nướng tảng nóng hổi các bạn ạ. Cực ngon luôn. Rất là thơm mắc khén các bạn ạ. Các chú đều biết mà chưa ăn sáng. Ăn sáng đĩa này mà chơi với người một cốc hay là
quê luôn rồi. Ăn được không? Có thể chẳng đấy quá. Nhớ đừng bụi quê nhá, đừng bụi quê nhá. Ui, quay lúc này mới ngon. Nhìn lại nó quá chứ gì đấy. Mời các bạn nha. Các bạn cũng có sống hầm lưu là bạn đi. Mình cũng có sống hầm lưu à? Mềm lắm các bạn ạ. Khi mà làm lễ gia tiên xong thì sẽ làm một lễ nữa, đó là lễ cúng vía ở ngay chân buồng ngủ, ở ngay trước buồng ngủ của cô dâu chú rể luôn các bạn ạ. Mâm lễ này thì mọi người, anh em, bạn bè trong gia đình thì sẽ sang sum họp ngồi xung quanh cái mâm lễ này và sẽ thả vào trong đĩa mâm lễ kia. Tiền thì tùy tâm các bạn ạ, có thể từ 10.000, 20.000, mấy chục, hoặc là ai có điều kiện thì có thể cả vài trăm cũng được. Chua giải rượu đây các bạn. Mận chua. Đồ ạ. Bắt đầu xào món cuối các bạn ạ. Xào thịt trâu. Món này đợi ăn nóng rồi xào cuối. Sau khi mà ăn uống xong thì dùng tiệc xong thì mọi người nhảy múa rất là tưng bừng luôn đấy các bạn ạ. Gia đình có chuẩn bị loa ở dưới cái sàn kia rồi. Do làm ít mâm lại không phải đám cưới thanh niên, nhưng mà đám cưới thanh niên thì vẫn dựng rạp bình thường nhé các bạn nhé, dựng rạp và có MC dẫn chương trình. Hôm nay thì mọi người làm cho có lễ thôi, nên là sẽ làm đơn giản đấy các bạn ạ. Lễ cúng thì vừa làm xong rồi các bạn ạ. Bây giờ đến lễ để gả đồ sinh lễ các bạn ạ. Như ở đầu video mình đã nói, bên nhà gái thì sẽ chuẩn bị những xuất quà cho anh em họ hàng bên nhà trai. Thì mình thấy có chuẩn bị khá là nhiều đi. Và mọi người đã lên danh sách trước rồi nhé các bạn nhé. Mọi người sẽ được đệm, được chăn, được ga, được gối. Khi mà nhận phần quà này thì sẽ tùy tâm thả tiền vào trong cái đĩa kia. Bao nhiêu cũng được các bạn ạ. Khi mà nhận món quà hồi môn thì sẽ được uống một đôi, sẽ được uống hai chén rượu bạn ạ. Món quà hồi môn hôm nay bên nhà gái chuẩn bị một cái có đệm và một chiếc khăn các bạn ạ. Thank you.
trưa rồi các bạn. Review sơ qua các món ăn bữa trưa nay cho bạn cùng xem nhé. Tôm miền núi. Giò này. Ở trên núi thôi. Món đặc sản. Nghé luộc. Thịt nghé các bạn nhé. Hôm nay rất là đặc biệt có cả nấm pịa này. Bởi vì là nhà làm ít mâm. Thường thì nấm pịa những cái đồ nội tạng thì sẽ ăn vào hôm bữa phụ các bạn ạ. Do hôm nay làm ít mâm nên là mọi người để ăn cả bữa chính luôn. Đấy. Xôi cẩm này. Đặc sản Tây Bắc. Thịt lợn gác bếp. Đấy. Đây mọi người cho tôi bóng. Xôi. Hoa quả tráng miệng. Và không thể thiếu được là rượu. Đấy. Đáng tìm không thấy ở góc này này. Ok, mời các bạn dùng bữa trưa cùng gia đình nhé. Khách sang khá là đông rồi các bạn. Mời các bạn. Mời đi. Mai loạn à? Rồi. Đấy, mua kín để lẩu cho mưng này. Mày? Mày kín lên rồi cho kín quá à? Làm lý mà chưa ăn à? Nó chỉ tít lại lẩu đó, mua cá. Tít lại cái lẩu thằng cá mệt quá. Nhìn thấy cái đĩa thịt ngon quá. Thịt nghé. Thịt nghé mềm nên là mọi người luộc cả bì luôn các bạn ạ. Chấm tiện. Đây, mi lại đủ luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Có điều nó phan sườn đấy cả. Phan gì đây bên đây? Em ơi. Mềm giòn lắm đấy. Này. Mình nghe. Đấy, nghe đi. Má sườn. Nghe đây đâu à, quán nó tập trung trẻ đâu à. Quán tập trung trẻ là cái gì nào? Nó sẽ muốn chụp chèn này coi. Ngồi đây các em. Hai chị em một mâm luôn.